Hello, chào anh em nha. Đây là mẫu áo thiết kế tennis nha anh em. Rồi, ok anh em. Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em mẫu áo tennis mới tại Dodaba Sport nha anh em. Đây là chất liệu vải thun mê, thun mê Hàn Quốc có dạng 4 chiều nha anh em. Loại này thì mạt cử động rất là tốt, thích hợp cho các bạn chơi môn thể thao ngoài trời, năng động nha. Có dạng nhiều thì anh em có thể là sử dụng cái loại vải này để hoạt động ngoài trời rất là tốt. Nó có dạng 4 chiều thì anh em thoải mái, không sợ bị chặt chội và không sợ bị hư áo nha. Ok anh em ha. Rồi, bây giờ mình đi sâu vào mẫu áo nha. Mẫu áo thì hiện tại thì thiết kế được in chuyển thân trước hai tay, sự kết hợp rất là đẹp đó. Sự phối hợp giữa màu đen, màu xám và màu trắng rất là đẹp luôn nha anh em. Mẫu áo này mình đánh giá rất là đẹp đó, 9 điểm đó. Rồi, ok anh em. Anh em nào yêu thích những mẫu áo bóng đá, những mẫu áo thiết kế tennis cầu lông, áo chạy thì có thể đặt hàng tại Dodaba Sport với nhiều mẫu mã đẹp. Rồi, ok, thank you anh em, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo với nhiều mẫu áo đẹp hơn nha.